Hello và xin chào các bạn khán giả của Phong Kids TV. Rất xin lỗi các bạn là mình ăn Tết hơi bị nâu và hôm nay mới có thể ra clip được. Và clip đầu tiên của năm mới 2021 của chương mục bên trong có gì của mình thì mình sẽ mở tiếp một thùng bánh Marie Boy khai xuân. Và hôm nay mình sẽ mở một thùng màu đỏ, vị tôm nướng mười đỏ để xem là năm mới nó có đỏ không nhé. Đó, một thùng này thì là có tất cả 20 hộp bánh. Và ngày sản xuất là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021, còn rất là mới luôn. Lần trước thì mình đã mở một thùng màu đỏ nhưng mà không ra một tấm thẻ đặc biệt nào cả. Xem hôm nay có không nhé. Rồi, bây giờ sẽ mở luôn. Hộp đầu tiên. Ồ, không có rồi. Ồ, bộ thẻ mới các bạn ơi. Chiến thư thủy thần và cá hồi Salmon. Không biết là đọc như thế nào đây. Ồ, nhưng mà có hai thẻ mới rồi. Hộp đầu tiên. Hộp số 2. Thẻ đặc biệt không ta? Ừ, không có. Ồ, hai thẻ mới tiếp này. Đây là thẻ phép cửa biển và cá ngựa Seho. Oh, có. Tí nữa mình sẽ cắt cho các bạn xem rõ hơn. Tiếp theo, hình như là những cái nô bánh sản xuất vào tháng 2 mới này thì người ta sẽ cho những thẻ mới các bạn ạ. Vẫn chưa có thẻ đặc biệt. Cái gì thế này? Thủy lộ lôi và sao biển Cesa. Wow, toàn là những thẻ mới thôi. Đây là một thẻ vũ khí mới này. 3 gói, 3 hộp và chúng ta đã có 6 tấm thẻ mới rồi. Tiếp theo, hộp thứ tư. Đâu thì không bóc bánh, hơi run. Cái này thì là bị trùng này. Đôi cánh ngân long và cá mập sắc cô. Gói thứ năm này. Thẻ đặc biệt, không còn. Cờ biển và cá ngựa Seho. Cái này thì đã bị trùng. Rồi, hộp thứ sáu này. Đôi cánh thẻ đặc biệt sao? Cái này thì tiếp tục bị trùng à, cờ biển và cá ngựa Seho. Hộp số 7. Thẻ đặc biệt khi mà mình mới có được 2 tấm thẻ đặc biệt. 2 tấm thẻ đặc biệt và đây là tấm thẻ thứ 3. Ôi vừa nói xong, tuyệt vời. Gì đây? Tìm kiếm pha lê. Đây là một thẻ vũ khí các bạn ơi. Xịn sò chưa? Wow. Rồi bây giờ thì mình sẽ để tạm sang một bên. Xem bên trong này có gì nhá. Tiếp tục là chiếu thư thủy thần và cá hồi Salmon. Chiếu thư thủy thần. Rồi, tiếp tục. Chúng ta đã có một tấm thẻ đặc biệt. Ôi, cửa biển và cá ngựa Seho. Đây không biết là hộp số mấy rồi đây. Ồ, đây là điện thờ đá, một thẻ phép mới này. Và cánh cụt đê cư. Wow. Tiếp tục là một hai tấm thẻ mới. Ây da, năm mới này có vẻ là nhân phẩm này hơi bị cao đầu năm mới đây. Ồ, lại bị trùng rồi. Hôm nay thì mình sẽ thử test một thùng trước để xem là nhân phẩm của mình có cao đầu năm mới hay không. Và nếu như cái video này đạt thẻ vũ khí giáp phù thủy và cua Crappy, tiếp tục là hai tấm thẻ mới. Nếu như cái video này đạt 100.000 lượt xem và 1.000 like thì trong video tiếp theo mình sẽ mở một lúc hai thùng cho các bạn xem. Đó, để mà săn full thẻ Marine Boy. Ồ, chưa có thẻ đặc biệt. Có cái này bị trùng rồi này. Thế nên Marine Boy và sứa Jelly. Ở đây còn 2, 6 như vậy là còn 8 hộp nữa. Đặc biệt đi mà. Đôi cánh ngân long và cá mập Sacco. Thẻ đặc biệt, thẻ đặc biệt. Một thẻ phép mới, gương hải tặc. Cua Crappy này thì đã bị trùng này. Hơi bị nhiều thẻ mới luôn. Rồi, ở đây mình còn 6 hộp nữa. Hải cẩu Sino và hồ độc, một thẻ phép mới nữa. Và một thẻ tướng mới. Wow, cái lô bánh mùng 1 tháng 2 này rất nhiều thẻ mới các bạn ạ. Tiếp theo, vẫn chưa có thẻ đặc biệt xuất hiện. Cờ biển và cá ngựa Seho. Chiếu thư thủy thần và cá hồi Salmon. Hộp số 18. Trời ơi, chỉ có một thẻ đặc biệt thôi sao?
Tiếp tục là tiên đơn Mary Boy và sữa Jelly. Rồi, mở cái nào trước đây. Này đi. Hộp số 19. Ô. Tiếp tục bị trùng này. Và đây là hộp cuối cùng. Oh my god. Chiếu thư thủy thần và cá hồi salmon. Rồi, như vậy là mình đã bóc xong 20 hộp bánh Mary Boy được sản xuất vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Và chỉ có một tấm thẻ đặc biệt duy nhất thôi, đó là tiên kiếm pha lê. Một tấm thẻ vũ khí mới. Thế nhưng ngày nay có rất nhiều những tấm thẻ mới các bạn ạ, tấm thẻ thường mới. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi cắt cái này ra cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. Nào, let's go. Rồi, và đây là mình đã cắt xong tất cả những cái tấm thẻ mới có được trong ngày hôm nay, cộng thêm một tấm thẻ đặc biệt nữa, thì ngày hôm nay mình có tất cả là 14 tấm thẻ mới. Wow, một màn khởi đầu quá tuyệt vời trong năm 2021 này. Để xem nào, hôm nay mình có tất cả là 6 tấm thẻ tướng mới này, 5 tấm thẻ phép mới và 3 tấm thẻ vũ khí mới. Trong đó có một tấm thẻ vũ khí đặc biệt. Đây mình đã cắt ra rồi đây. Đây là tiên kiếm pha lê có chữ super này, thẻ vũ khí. Wow, nhìn cái kiếm này. Quá đẹp luôn. Còn chức năng của nó là vô hiệu hóa thẻ vũ khí của đối phương, áp dụng cho cả thẻ đặc biệt. Còn cái này hay này. Là thanh kiếm báu của vua thủy tề, có sức mạnh siêu to khổng lồ, khắc chế mọi loại vũ khí khác. Đó. Đây chính là hai tấm thẻ đặc biệt mà lần trước mình đã mở ra. Khi mà mình mở một thùng Mary Boy màu xanh. Thì cái này là song kiếm hợp bích này, cộng 80 công cho tướng, đồng thời hủy hiệu ứng thẻ cộng điểm công cho đối phương, nhưng mà không áp dụng cho thẻ đặc biệt. Nếu như đối phương dùng song kiếm hợp bích cộng 80 công cho tướng thì chúng ta có thể ra tiên kiếm pha lê, thì coi như là đối phương không được cộng công nữa. Vô hiệu hóa thẻ vũ khí của đối phương. Đó, cái này mới là hoành tráng này. Tiên kiếm pha lê có thể khắc chế song kiếm hợp bích. Đó, rất hay luôn. Rồi, đây là ba thẻ đặc biệt mà mình mới có được. Còn bây giờ mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem những tấm thẻ tướng này, tướng mới. Rồi, đầu tiên là cua Crappy. Tiến hóa cấp 1 thì có 3 sao. Công 90 và thủ 155. Thủ khá là châu bò đấy. Đam mê Nego từ lúc mới lên 3. Crappy thường ra bãi phế liệu, tìm tòi vật dụng để tự chế ra đồ chơi cho mình. Để chơi cấp 1 là dùng cờ nê vạn năng, sửa chữa và nâng cấp vũ khí cho cả đội. Đó. Tiếp theo là hải cẩu Sino, cũng có 3 sao. Công 175, thủ 140. Sino hay giúp mẹ cách nhà bằng đuôi, nên đuôi Sino rất khỏe và đá bóng rất xịn. Để chơi cấp 1 là dùng chiếc đuôi chắc khỏe tạo nên bong bóng bọt biển để tấn công đối thủ. Tiếp theo là cánh cụt Deku. Công 155 và thủ 90. Nhà của Deku ở Nam Cực, năm đời bán kem nên Deku có khả năng múc kem không chật phát nào. À đây, đây là kem đây. Tiếp theo cấp 1 là dùng đại muỗng thần công tạo băng tuyết siêu to khổng lồ bắn phá kẻ thù. Đây chính là đại muỗng thần công của cánh cụt Deku đây. Công thủ thì thủ hơi yếu này. Tiếp theo đây là cá hồi, nếu mà đọc theo tiếng Việt là salmon, nhưng mà chắc là đây là salmon. Hồi bé thì hay bị bạn xấu bắt nạt. Salmon tự luyện cho mình khả năng bơi ngược dòng thác để cắt đuôi chạy thoát. Tiếp theo cấp 1 là tích điện vào pháo nước, bắn vào kẻ địch hoặc làm phản lực để bơi nhanh siêu tốc. Đây, có hai khẩu pháo đằng sau. Salmon thì chỉ có 3 sao thôi, công 170, thủ 170, công thủ toàn diện luôn. Tiếp theo nữa là sao biển Sisa. Dù là hoa tiêu không thuộc bản đồ sao, nhưng Sisa thi thoảng lại nhầm bên trái và bên phải với nhau. Tiếp theo cấp 1, hoa tiêu vạn dặn, nhìn chòm sao trên trời dự đoán được thời tiết và phương hướng. Đây là sao biển Sisa. Tiếp theo là cá ngựa Seho. Ok, sao biển là công thủ bao nhiêu ta? Công 75, thủ 90. Công thủ khá là yếu. Cá ngựa Seho này. Seho khi nhỏ hay giúp mẹ rửa bát, rất hay nghịch bong bóng xà phòng. Lớn lên theo gánh xiếc, Seho nổi tiếng với biệt danh phù thủy bong bóng. Tiếp theo cấp 1 là dùng thần vật tạo bong bóng thủy ngục khổng lồ bắt nhốt đối thủ. Đây, bong bóng này. Seho. Nghe rất giống một tên Hàn Quốc ha. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những tấm thẻ phép mới có được trong ngày hôm nay. Đầu tiên là thẻ phép điện thờ đá. Bỏ một đá bài trên tay vào khu hủy thẻ để hồi 80 điểm anh hùng. Cái này thì chỉ có chức năng hồi điểm anh hùng thôi. Tung một đồng xu vào điện thờ để được một ngụm nước thần có khả năng hồi phục sức mạnh. Một tấm thẻ hồi phục điểm anh hùng, 80 điểm luôn. Tiếp theo là thẻ phép gương hải tặc. Hy sinh 30 điểm anh hùng của mình để trừ 50 điểm anh hùng của đối phương. Chiếc gương được tên cướp biển bị hói dùng để nhổ tóc bạc. Cái này lạ này. Bị hói nhưng mà lại dùng để nhổ tóc bạc. Hói thì vẫn còn vài cộng nhé các bạn, chứ không phải là bị chọc. Chọc thì coi như là không còn tóc luôn. Nếu như đối thủ chỉ còn 50 điểm anh hùng thôi thì chúng ta sẽ ra lá bài này. Đó, chúng ta sẽ trừ đi 30 điểm anh hùng của mình và coi như là đối thủ sẽ thua luôn. Tiếp theo là thẻ phép hồ độc. Cả hai người chơi bị trừ điểm anh hùng như nhau sau khi sau thẻ.
À, hồ đọc luyện từ lọc của những con rắn biển nguy hiểm nhất, khi dính phải sẽ bị mộng du hát cả đêm. Cái này cũng hay này. Cả hai người chơi bị trừ điểm anh hùng như nhau sau khi so thẻ. Nếu như so thẻ mà chúng ta là người thua cuộc và bị trừ điểm anh hùng ấy, thì chúng ta có thể ra cái thẻ phép này, thì đối phương cũng sẽ bị trừ điểm. Đó, một lá bài phép rất hay. Tiếp theo là thẻ phép chiếu thư thủy thần. Trước mình đọc là chiến thư thủy thần. Kích hoạt để hủy thẻ phép chỉ thẻ quyết đấu của đối thủ. Kích hoạt để hủy thẻ phép. Có thể là chúng ta sẽ kích hoạt cái lá bài này lên và đối phương sẽ không được sử dụng thẻ phép nữa. Chiếu thư truyền tin của thủy thần đi khắp đại dương như mời thôi nôi, đám cưới, đám rỗ. Rồi, và đây là thẻ phép cuối cùng, cửa biển. Cho phép người chơi triệu hồi một thẻ phép hoặc thẻ vũ khí trong khu hủy thẻ. Ồ, cái này cũng hay này. Cửa biển dẫn đến một đại dương bí ẩn, để mở cửa phải đọc to, vương ơi mở ra. Ồ, cho phép người chơi triệu hồi một thẻ phép hoặc thẻ vũ khí trong khu hủy thẻ. Chúng ta có thể lấy những cái tấm thẻ đặc biệt xịn sò này khi mà ra lá bài cửa biển này. Đó, cũng gần như là một thẻ ở trong bài yêu ghi kẻ đào mộ, kẻ trộm mộ gì đó. Rồi, còn đây là hai thẻ vũ khí mới, hai thẻ thường thôi, có được trong ngày hôm nay. Đầu tiên là thủy nộ lôi, cấp đôi công cho tướng có chỉ số công thấp hơn 100. Thủy lôi với sức bộc phá cực mạnh, nhưng do ngấm nhiều nước nên thi thoảng bị nép không phát nổ. Cái này thì chỉ có những vị tướng nào mà công dưới 100 thôi thì mới có thể sử dụng được. Như thế này thì không sử dụng được này. Đây, như cua Krabi thì chúng ta có thể cấp đôi công lên được thành 180 công. Đó. Còn đây là thẻ vũ khí giáp phù thủy, cộng 20 thủ cho tướng và 20 điểm anh hùng sau lượt đánh. Chiếc giáp ngoài khả năng phòng thủ còn chống tia cực tím, đi nắng không sợ đen da. Ồ, dưới biển mà cũng sợ đen da sao? Rồi, như vậy là mình đã review cho các bạn xem qua tất cả 14 tấm thẻ mới có được trong ngày hôm nay. Như vậy là mình cũng đã bắt đầu sưu tập gần đủ những tấm thẻ thường này rồi. Còn thẻ đặc biệt thì mình mới chỉ có 3 tấm thôi các bạn ạ. Trời ơi, bao giờ mới đủ 24 thẻ đặc biệt đây. Rồi, và video của mình cũng sẽ dừng tại đây. Và mình cũng xin nhắc lại là nếu như cái video này đạt 100.000 lượt xem và 1.000 like, thì trong video tiếp theo mình sẽ mở 2 thùng Marine Boy cho các bạn xem nhé. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.